Chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Khu vườn mùa hè mà các con yêu thích trông như thế nào? Sau khoảng thời gian vừa ăn lê vừa ngồi chơi trên hàng rào biệt thự bát nháo, Annika và Thomas rất lấy làm thích thú khi được chơi đùa và khám phá vườn nhà Pippi nữa. Mà cụ thể là các bạn sẽ trèo cây cùng nhau. Việc trèo cây thì có gì mà vui thế nhỉ? Chúng ta cùng nghe thử xem sao. Pippi ngồi trên hàng rào vườn và trèo vào thân cây rỗng. Phần 2. Vườn nhà Pippi hết ý thật. Vườn không được chăm chút. Không hề. Nhưng nơi đây có những mảng cỏ tuyệt vời chẳng bao giờ bị xén tỉa. Cũng như những bụi hồng già nở đầy hồng bạch, hồng vàng và hồng tía. Những bông hồng không đặc biệt trang nhã nhưng tỏa mùi thơm thật đáng yêu. Và rồi cơ man là cây ăn quả. Và tuyệt vời hơn hết thảy là một vài cây dẻ và sồi cổ thụ, nơi lý tưởng để trèo lên. Ai chứ Pippi thì trèo lên đó suốt. Trong vườn nhà Thomas và Annika chả có cây nào để trèo cả. Mẹ chúng lúc nào cũng sợ chúng sẽ bị té ngã, bị đau. Vì vậy cho đến bây giờ cả hai đứa chưa được leo trèo mấy. Nhưng lúc này Pippi bảo: "Bọn mình trèo lên cây dẻ này chứ." Thomas lập tức tụt xuống khỏi bờ rào, hưởng ứng lời đề nghị. Annika có vẻ suy nghĩ hơn, nhưng khi thấy quanh gốc cây nhiều mấu cây trồi ra to tướng để có thể đặt chân trèo lên, cô bé cũng nghĩ thử trèo chắc là thú vị ra phết. Lên cao cách mặt đất vài mét, thân cây dẻ chia ra làm hai nhánh. Điểm tách đôi này rộng rãi như một căn buồng nhỏ. Trên đầu chúng, cây dẻ xòe tán lá như một mái nhà xanh. "Tụi mình có thể uống cà phê ở đây được," Pippi nói. "Để tớ vào nhà đun một ít." Thomas và Annika vỗ tay reo: "Hoan hô!" Chả mấy chốc Pippi đã pha xong cà phê. Hôm trước nó còn làm cả bánh mì con nữa. Nó đứng dưới gốc dẻ và bắt đầu tung các tách cà phê lên. Thomas và Annika đón bắt. Thỉnh thoảng người đón bắt lại là cây dẻ. Thành thử vỡ tan cả tách. Nhưng Pippi đã chạy vào lấy cái tách khác. Rồi đến lũ bánh mì con. Và suốt một hồi lâu, bánh cứ thế bay vù vù trong không trung. Ít nhất chúng cũng không vỡ được mà. Cuối cùng Pippi trèo lên. Một tay cầm ấm cà phê. Ván sữa thì nó đựng trong một cái chai đút túi. Còn đường để trong hộp nhỏ. Thomas và Annika chưa bao giờ thấy cà phê ngon đến thế. Ngày thường chúng không uống cà phê, chỉ khi nào được mời thôi. Và lúc này đây chúng đang là khách mời. Annika đánh đổ một ít cà phê vào váy. Đầu tiên nó thấy ướt và ấm. Lát sau thì ướt và lạnh. Nhưng không sao, Annika nói. Khi chúng ăn uống xong, Pippi bèn ném hết ấm tách xuống đám cỏ bên dưới. "Tớ muốn xem thời buổi này họ làm đồ sứ bền đến mức nào," nó nói. "Một cái tách và cả lũ đĩa lót tách không sao mới lạ chứ. Còn ấm cà phê thì chỉ bị vỡ mất nắp." Bỗng Pippi bắt đầu trèo lên cao hơn. "Lạ chưa từng thấy," nó chợt reo lên. "Cái cây rỗng." Ngay ở thân cây có một cái lỗ to tướng mà lũ trẻ không thấy được vì đám lá che kín. "Ồ, tớ cũng trèo lên xem có được không?" Thomas hỏi. Nhưng không ai trả lời cậu. "Pippi, cậu ở đâu thế?" Thomas lo lắng gọi. Thế là chúng nghe thấy tiếng Pippi nhưng không phải ở trên cao mà ở tít phía dưới. Nghe như vọng lên từ âm phủ. "Tớ đang ở trong thân cây, nó rỗng xuống tận mặt đất. Nhờ có một kẻ hở tí tẹt, tớ có thể thấy cả ấm cà phê ở trên cỏ cơ." "Ôi, cậu làm thế nào để chui lên được bây giờ?" Annika kêu lên. "Tớ chẳng bao giờ chui lên nữa," Pippi đáp. "Tớ sẽ ở đây cho tới lúc nghỉ hưu, và các cậu sẽ phải ném đồ ăn xuống đây cho tớ qua cái lỗ ở trên ấy 5-6 lần một ngày." Annika òa lên khóc. "Sao lại buồn, sao lại than thở?" Pippi nói.
Tốt hơn các cậu hãy cùng xuống đây, rồi chúng mình chơi trò ở trong hang cướp. Không đời nào, Annika đáp. Để cho chắc chắn, nó tuột hẳn xuống gốc cây. Annika, tớ nhìn thấy cậu qua khe hở. Pippi kêu tướng lên. Chớ có dẫm vào ấm cà phê. Đó là một cái ấm già luôn mà tốt bụng, chưa hề làm điều xấu cho ai. Còn việc nó không còn mắt nữa thì đâu phải lỗi tại nó. Annika đến sát gốc cây và qua một kẽ hở nhỏ, nó nhìn thấy đầu ngón tay trỏ của Pippi. Điều đó an ủi cô bé phần nào, song nó vẫn chưa hết lo lắng. Pippi, cậu không thể chui lên thật à? Nó hỏi. Ngón tay trỏ của Pippi biến mất. Chưa đầy một phút sau đã thấy mặt nó thò ra khỏi cái lỗ ở tít trên cao. Có lẽ tớ có thể, nếu tớ thật sự cố gắng, Pippi nói, hai tay gạt đám lá cây sang bên. Nếu chui lên dễ đến thế thì tớ cũng muốn xuống thử một tí. Thomas nãy giờ vẫn ngồi trên cây, bèn nói. Xem nào, Pippi bảo. Tớ nghĩ tốt hơn là tụi mình đi lấy một cái thang. Nó chui ra khỏi thân cây và tuột nhanh xuống đất. Đoạn nó chạy đi lấy thang, xách lên cây và thả thang xuống qua cái lỗ. Thomas rất thèm được trèo xuống cái lỗ, leo lên đến miệng lỗ cực khó vì ở tít trên cao. Xong, Thomas đủ can đảm. Cậu cũng không sợ phải tuột xuống cái gốc cây tối om. Annika nhìn anh mất hút. Cô bé tò mò không hiểu liệu mình còn gặp lại anh hay không. Nó liền tìm cách nhòm qua khe hở. Annika! Nó nghe tiếng Thomas. Em không thể tưởng tượng được trong này tuyệt thế nào đâu. Em cũng phải xuống đây đi. Có thang để trèo thì chẳng nguy hiểm tí nào. Chỉ cần xuống một lần thì sau đó em sẽ không còn muốn chơi trò khác nữa. Có chắc không? Annika hỏi. Tuyệt đối chắc, Thomas đáp. Thế là Annika lại trèo lên cây với đôi chân run rẩy. Pippi giúp nó ở đoạn cuối đầy khó khăn. Khi thấy trong thân cây tối om, cô bé hoảng sợ lùi lại. Nhưng Pippi đã cầm tay nó và khích lệ. Đừng sợ, Annika. Annika nghe tiếng Thomas vọng lên. Bây giờ anh thấy chân em rồi, anh sẽ đỡ nếu em rơi xuống. Nhưng Annika đâu có rơi. Nó xuống đến nơi với Thomas, may mắn và nguyên lành. Nháy mắt sau, Pippi cũng đã ở dưới đó. Ở đây tuyệt vời chưa nào? Thomas hỏi. Và Annika cũng phải công nhận, trong này không hề tối như nó tưởng, vì ánh sáng xuyên qua kẽ hở. Annika lại ở đó kiểm tra xem liệu mình có thể nhìn thấy cái ấm cà phê trên đám cỏ hay không. Đây sẽ là chỗ trốn của tụi mình, Thomas nói. Không ai đoán nổi tụi mình ở trong này. Và khi mọi người đi lại tìm kiếm ngoài kia, tụi mình có thể quan sát thấy họ qua kẽ hở. Tha hồ mà cười. Tụi mình còn có thể cầm theo cái một que nhỏ, rồi thò qua khe hở cù họ. Pippi nói. Ý nghĩ này khiến cả ba sướng điên, ôm chầm lấy nhau. Đúng vào lúc đó, chúng nghe tiếng kẽn ở nhà gọi Thomas và Annika về ăn trưa. Chán quá, giờ bọn tớ phải về rồi, Thomas bảo. Nhưng đến ngày mai bọn tớ sẽ lại sang, ngay sau khi tan học. Ừ, sang nhé, Pippi đáp. Thế là chúng leo thang lên. Đầu tiên là Pippi, rồi đến Annika, Thomas sau cuối. Đoạn chúng tuột xuống khỏi thân cây. Đầu tiên là Pippi, rồi đến Annika, rồi đến Thomas sau cuối. Một buổi sáng mùa hè thú vị giữa Pippi và các bạn vậy là đã trôi qua. Và chúng ta hãy ngủ sớm, ngủ thật ngon và cùng chờ nghe các cuộc phiêu lưu tiếp sau thú vị của Pippi nhé. Mẹ chúc thiên thần của mẹ một giấc ngủ ngon, hôn con thật dài lên trán. Hẹn gặp lại con lần sau.